một chính hãng tại Việt Nam, rẻ nhất từ 21,99 triệu đồng. Theo đại diện của FPT Shop, đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam thì hệ thống bán lẻ này sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên đưa iPhone thế hệ mới chính hãng đến tay người dùng Việt Nam. FPT Shop cũng đưa ra mức giá dự kiến của iPhone 11 chính hãng tại thị trường Việt Nam. Trong đó phiên bản iPhone 11 sẽ có mức giá khởi điểm từ 21,99 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 64GB ABAI và cao nhất 25,99 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256 GB. Phiên bản iPhone 11 Pro dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm 30,99 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 64 GB và 40,99 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ cao nhất 512 GB. Các phiên bản tương tự của iPhone 11 Pro Max sẽ có giá lần lượt 33,99 triệu đồng và 43,99 triệu đồng. Ngoài FPT Shop thì một hệ thống bán lẻ điện thoại lớn khác tại Việt Nam là Thế giới Di động cũng đã đưa ra mức giá dự kiến của loạt iPhone 11 và mức giá mà Thế Giới Di Động đưa ra không có sự khác biệt nào so với mức giá của FPT Shop. Đại diện của hai hệ thống bán lẻ điện thoại này cho biết, dự kiến loạt iPhone 11 mới ra mắt của Apple sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào giữa tháng 10 và bán ra thị trường vào ngày mùng 2 tháng 11 tới. Đây cũng là thời điểm quen thuộc iPhone chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam ở những năm trước đây. Như vậy, mức giá bán lẻ của loạt iPhone 11 cao hơn khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng so với mức giá của bộ ba iPhone XS, XS Max và XR ra mắt vào năm ngoái điều này cho thấy mức giá của các phiên bản iphone ngày càng đắt đỏ liên tục tạo những cột mốc mới về kỷ lục giá bán trên thị trường smartphone và đây có thể xem là một rào cản với không ít người dùng việt nam khi muốn sở hữu một chiếc iphone thế hệ mới nhất